có lẽ là chưa ăn thôi. Trận thi đấu thứ tư thì và tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho game thủ Dai Dai. Sau những trận thi đấu mà anh ta cầm quân là quá đẹp, 3 trận thì 2 hit 1 sang. Bây hôm nay có lẽ là Dai Dai đang muốn lùa về chiếc S ở đây. Con voi này thì tí nữa là câu thôi, câu đường vòng, câu vòng qua đây chắc chẳng câu đâu nhỉ. Đôi voi câu không, câu được, mình nghĩ rằng câu được, một pha câu đi vòng rồi câu luôn, rất phiêu. Không, lại quay đầu, đang phân vân. À, có lẽ vẫn là muốn, anh ta vẫn đang muốn đi dò trước tìm đường về, chứ bây giờ rừng chẳng may nó nối dài ra đây. Đúng rồi, rừng nó kéo dài ra đây. Nếu như pha này mà câu luôn là oảng đấy, rừng quá dài pha này, rất cẩn thận. Rồi ok, S nữa, hai bãi cá này, S đóng đầy ba bãi cá luôn. Cái đảo trên này đến từ thủ Dai Dai nó đang có vẻ như là cũng đang hơi bé nhở. Với cái đảo này mà thuyền đứng lên nó bắn thì rất khó chịu, bắn thẳng nhà chính luôn. S đầu đóng đây, rất nhiều dân ăn. Rừng đẹp mình cho Dai Dai. Đồ ăn chân này của Dai Dai mình thấy rằng nó là đủ rồi. Thế nhưng mà cùng xem Dai Dai sẽ ép đời như thế nào đây. Khi mà đôi voi ở đây thì mình nghĩ rằng phải chờ S ở đây ăn ba hiệu này mới ăn được. Vẫn đang đi dò, có lẽ ăn cá trước. Đúng rồi, S đóng đây, ăn ba bãi cá, hợp lý. Rất nhiều dân gỗ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dân gỗ, rất khỏe. Và xem một tuần thi đấu mình nghĩ rằng Dai Dai anh ta nên cố gắng thiết kế chiếc nhà BD luôn anh ạ. Đóng BD từ đời 1 là một phương án ép đời của map biển cực kỳ khỏe về lực. Nếu như có nhà BD, không, quả phụ luôn, rất ảo diệu. Một cái map mà quả phụ 6 cây ở đây, mát máy, đồ đẹp rồi, đồ đẹp rồi. Nhưng gỗ đang nhiều, cần một pha của nhà BD. Bạn thấy đấy, mình đang dự đoán khá chuẩn chỉ. Đây là vị trí đóng chiếc nhà BS, ăn hai bãi cá này. S đây ăn ba bãi này, và tí nữa sẽ là cái mèo nhà BG ăn bãi quả này, hoặc là không, có thể là không và khả năng cao là không. Khi mà anh ta đang ăn bảy hiệu này ở đây, S nhân đôi ăn cả voi nữa. Babylon nhà rất đẹp, khung nhà mình nghĩ rằng khung ở đây, chốt BD ở đây, đây là kín rồi. Ok, voi đã nằm xuống. S ở đây nhân đôi ăn cả rừng và ăn cả vàng. Dân ăn gỗ nhiều đang giúp cho một bài game thủ Dai Dai lực là rất khỏe về gỗ, đang có đến 300 gỗ cơ. Ăn cá nhiều mà ăn cá rồi. Các bạn thấy đây, ăn bãi cá này, đây nữa, như vậy là năm mỏ cá, cộng với bảy hiệu, cộng với đôi voi. Quả phụ này tí nữa thì nếu như mà có rảnh thì ăn, không thì thôi cũng được. Vì ăn ở đây mà bị thuyền nó bắn thì rất nhức nhói. 28 dân Babylon và Tiểu Tinh Ngư là người đánh với 22 dân Pan. Trận này trâu hơn rồi, có bao nhiêu nhà của Tiểu Ngư trận này là tương đối ổn. BD chưa? Chưa có BD. Không, BD đây rồi. Các bạn thấy đấy, đánh trong kèo này mà lượng gỗ nhiều thì phải là cái nhà BD từ thần 11 cơ, nó mới khỏe. Đây là nhà BM, BM và BA. Rồi BM và BA hay BL, BA. Một dân xây. Ê, một dân xây à? Chậm anh ơi. Rồi kích đời là khá lỗi pha này. Mình nghĩ rằng nếu như mà là hai dân xây thì sẽ chuẩn chỉ hơn, thì sẽ là kích đời luôn. Rồi kích đời là 11 phút 40. Nhân lực là đang khỏe, vẫn đang còn một voi nữa. Một bài khả năng sẽ là đào vàng, đào vàng, và tí nữa nếu như mà rảnh thì sẽ là cái nhà BP.
ăn hoang bách quả này. Cho lực là khỏe hơn nữa. Quên hai dần chưa biết. Ngư 16%. Các bạn thấy đây, ngư 16% và anh ta chưa đẩy đi. Dài dài là người đi công trước. Nhà cửa đang đẹp. Một cái bài các bạn thấy rằng là nhà của game thủ Dài Dài đang là quá khung. Cái đường này thì không thể lao vào được. BBMBD dâng vào đây thì cũng chết, mà dâng vào đây thì cũng vẫn chết. Đây, thuyền đang đứng đây bảo kê. Quá chắc chắn, không còn đường đi dâng nữa. Và khả năng cao được trận thi đấu mà hai game thủ này sẽ đưa về thế phát triển, đó là phát triển về lâu về dài thôi. Châu bò đánh về lâu về dài. Các bạn thấy đây, 24%. Như vậy thuyền của Tiểu Ngư đã có 10 vàng, như vậy là không đánh chém rồi. Không đánh chém rồi. Phát triển và đua nhau cái thế đó là phát triển đều và đánh những con thuyền thôi. Thuyền Pan và thuyền Baby thì chả có hơn nhau cái gì cả. Kích bánh xe luôn. Và sẽ là một turn mà sau khi là bánh xe sẽ là lưng búa gỗ 2 luôn. Khi mà lực của game thủ Dài Dài đang rất khỏe. Ăn hoa mấy quả này nữa. Tí nữa còn mấy cá này nữa cơ. Khỏe lắm. Đây, một thuyền mang đi thôi. Thăm dò trước. Ngư quên hai dần không biết gì. Khả năng cao đây là nhà chính của ngư rồi. Nhà chính mà gần biển này hơi khó khăn đấy. Hơi khó đánh đấy. Dài Dài đang muốn chủ động đưa trận đấu về cái hướng đó là phát triển gãi, ngồi gây dây. Anh ta xin thuyền ra và anh ta cũng đứng tại nhà phát triển. Các bạn thấy đây, bốn thuyền đứng nhà thủ, một con đi móc. Còn hơi khó vé không? Chắc không. Map biển mà vé thì chắc he vô địch. Hai ba dần. Như vậy là game thủ Tiểu Thiên Ngư anh ta vẫn đang có điểm yếu trong cái kèo map biển này, đó anh ta ra dần phát triển là quá chậm và quá kém. Các bạn thấy đấy, phát triển rất lưu tiêu. Dài Dài bất ngờ lao lên. Bất ngờ lao lên với 5 con thuyền. Đây, Tiểu Ngư cũng rất trâu những con thuyền. Và đây là pha điều thuyền. Đang chạy ngang. Dài Dài khá chắc cốp pha này. Anh ta có 6 thuyền mà anh ta cũng vẫn rút lui, rút ra ngoài lấy vị trí đứng thuyền đẹp hơn. Rất tỉnh nhưng không chạy ngang. Đấy đẹp. Người cũng rất đông nhưng mà vị trí bạn thấy rằng đứng nó không thể đảo được. Kẹp thuyền. Dài Dài đã có nhà BD thứ 3. Rất trâu bò. Nhưng với cái lượng gỗ này mà sóc 3 nhà BD, mình nghĩ rằng thấy có vẻ như là hơi không đào đâu. Đang đào vàng lên cung A. Rất chắc cốp. Các bạn thấy đấy, một cái bài mà Dài Dài ta ăn cái bãi quả này xong thì bạn thấy rằng lực là quá khỏe luôn. Búa 2 sớm, cung A sớm. Tham 50, dân vẫn đang ra được. Tiểu Ngư cúp cung A. Rủ nhau đến cung A. Tuần này một tuần thiếu mà Dài Dài là một thiệt pha này. Cất trâu thuyền, đứng quầy rồi. Không còn đường ra nữa. Không ra được nữa. Một cái pha mà lờ tình của Tiểu Ngư là quá tuyệt vời. Không thể chạy được. Thuyền mà nó đứng rồi thì không thể chạy được đâu. Dần quyền 6 con. Tham còn 47 và tham máy đưa dần về cân. Đi xuống các bạn thấy đây. Nhưng 26 dần ô. Ông này cũng không đẻ dần nào. Từ nãy giờ đẻ có 3 dần. Hơi chậm chạp nhỉ. Bây giờ là Tiểu Ngư ốp. Ốp bằng một lượng thuyền là đông gấp đôi. Cung A bây giờ chỉ mới có 2 nhà BA. Bây giờ mới có 2 nhà BA thì làm sao mà thủ được bây giờ. Chạy ngang các bạn thấy đây. Rất nhanh tay pha này. Dài Dài muốn rút lui. Câu giờ. Rủ game thủ Tiểu Ngư đi cái hướng này. Dụ để chờ thời gian. Để chờ thời gian và chờ những thuyền mới ở nhà nở ra. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng bây giờ thì với cái lượng gỗ hiện tại, sau khi đã xong bố có 2 rồi thì anh ta sẽ sóc đều một bài. 3 nhà B này là rất đều. Ngử ốp luôn. Căng cung A bây giờ có 3 con. Thủ kiểu gì bây giờ? Thủ kiểu gì là nhờ? Một cái pha mà Dài Dài mình thấy rằng anh ta lao vào đây là hơi phí chỗ này. Chết rất nhiều quân thành ra bị ôm ngược lại luôn. Còn bây giờ đứng đốt. Nhưng Dài Dài cũng khá đông thuyền pha này. Tiểu Ngư nên rút lui. Nên rút lui. Các bạn thấy rằng là Dài Dài vẫn đang dần giữ thủ là tương đối tốt. Bằng một pha đó là dụ thuyền của Tiểu Ngư đi một cái hướng khác. Rồi
Tiểu ngược cũng mang đến viện trợ nhưng anh ta đang đứng đốt nhà bên đề dài dài. Nhưng thế này mình nghĩ rằng dài dài đấu luôn được, không phải ngã đâu nhỉ, đấu luôn đi. Dân đào vàng đang hơi nhiều. Một pha mà dài dài đi dâng lên đây với những cái nhà BA và sẽ là một turn mà tụ cung A lại, sau đó mới đẩy. Có BK không? BK thì có khi lại hay đấy, vì Pyran của thủ tướng cũng là người đánh những con cung A mà. Một cái pha tưởng chừng như dài dài đánh dưới nhà, chỉ ở nhà với hai nhà BA là hơi lỗi, nhưng mà không, anh ta lừa đấy, anh ta dâng nhà BA lên đây. Rồi, bốn nhà BA tụ cung A lại và chờ tầm một kích thì đẩy. Tham này đang là 64/68, vẫn đang ở tham 1. BC bên nào. Rồi, Tiểu Ngư vẫn đang là người ép. Pha này điều khiển hơi khó khi mà cái hiện thủ đang những vị trí điều khiển mà không có chỗ. Bạn thấy đấy, điều khiển rất là rộng cơ, biển rộng cơ, cho nên điều khiển biển hẹp này thì không thể điều đâu. Đứng im thôi, không cỡ được. Tham 70 và Ngư tham tầm khoảng 50, hơn 50. Pha này Ngư dàn đẹp hơn, Ngư nghĩ thuyền hơn. Rút lui. Cung à đang tụ lại, nằm nhà bè vẽ ruộng luôn. Rất chắc cốp. Lao vào. Ơ đứa nhờ, đứa nhờ, đừng đừng đừng. Phải chờ tụ cung A lại thêm nữa đi. Rồi, một bài ra ra anh ta phát triển nó tương đều, nhưng bây giờ lượng vàng thừa rất nhiều đây. Tăng dân ăn vàng, lượng ruộng không có nhiều mà tăng dân ăn vàng nhiều này thì tính ra các bạn sẽ rằng là bây giờ thì lượng thực nó rất là vói. Vàng thì thừa quá nhiều. Đừng lao vào vội, tụ lại đi. Đừng lao vội, lao vào là hơi vội vàng pha này. Nhưng không, đứng ngoài, tỉa dân trước, rất khôn ngoan. Vẩy nhà bè, ấy. Cao hứng phết các bạn thấy đây. Vẩy nhà bè, ăn 3 dân, 4 dân. Lao vào khe này, một vị trí cái khe mình nghĩ rằng lao vào là không nên. Rút ra đi anh ơi, rút ra. Nhưng bây giờ điều mình quan tâm đó là lượng cung A ở nhà đến từ game thủ Tiểu Tướng Ngư. Bây giờ cung A mà có vài con thì cũng khó lắm. Các bạn thấy rằng là lượng dân của Pyran là không phải là nhiều, nhưng người ta cũng đang sóc thuyền là rất trâu bò. Sóc thuyền trâu bò mà bây giờ lượng cung A trên đảo hơi ít thì cũng chưa được làm một lần đâu. Dài dài vẫn đang, các bạn thấy đây. Đây vị trí là nhà bên nào ăn gỗ đến từ game thủ Tiểu Tướng Ngư, bị bắn nổ luôn. Năm nhà bè rất đều. Bây giờ mà ra thắng mắc biển và đến kèo thi đấu AC thì đến lúc đến thì trận đấu mới diễn ra theo kiểu một chiều hướng mà Tiểu Tướng Ngư là người bất lợi hơn về mặt tâm lý. Nhưng mình nghĩ rằng mình đánh giá vẫn rất cao Tiểu Tướng Ngư ở kèo mắc biển, kèo AC. Xin gọi đó là kèo AC. Bây giờ cung A đang dốc nhưng mà lượng cung A là hơi ít pha này. Thuyền cũng đã được mang về. Không, Tiểu Ngư lên 4. Rất bất ngờ. Lên 4 thì bị ăn dân anh ơi. Ăn dân. Cung A để nhiều lên ăn dân. Thuyền cũng đã mang lên rồi. Ôm tất tay rồi. Ôm tổng lực pha này. Ôm được không? Mình nghĩ rằng là có. Không. Cũng rất trâu thuyền. Cũng rất trâu thuyền. Và những hot sinh ra sẽ được bảo kê bởi những con thuyền này. Hot sinh ra sẽ được bảo kê bởi những con thuyền. Và tí nữa khi nào mà thuyền nó đông rồi, xây nhà BK. BK. Hot chưa có. Hay là xin voi nhỉ. Thuyền đẹp đã có rồi. Mình nghĩ rằng sẽ là một cái pha thi đấu mà game thủ Tiểu Tướng Ngư ta xin những hot ra. Hoặc là voi gì đấy. Đứng bảo kê ở đây. Đứng được bảo kê bởi những con thuyền. Thuyền bảo kê. K chưa ra. Đúng rồi. Thuyền đang bảo kê. Thuyền đang bảo kê. Tách cung A vào và ăn dân. Hợp lý. Tiểu Ngư khó rồi. Không. Đi dâng nhà BA. Chơi khá lầy. Đi dâng nhà BA nhưng bây giờ nhà dài dài anh ta cũng đang tỏ ra là cũng đang muốn đào vàng. Cũng đang muốn ôm đồ đến 4. Hot không phải là nhiều. Ăn dân. Hết dân rồi thì bây giờ game thủ không. Thuyền đang bảo kê. Nhưng mình nghĩ rằng với lượng ruộng hiện tại và lượng vàng ăn thế này thì hot được bao nhiêu con đây? Được bao nhiêu con hot bây giờ? Thiêu đi anh. Thiêu cung A vào đây dân đi cũng được. Đúng rồi. Thiêu vào đây dân, hợp lý. Tha 100 như bây giờ. Hot lao vào đây. Hai con hot thì làm cái gì bây giờ? Vân vạng luôn.
trọng thân luôn. Như vậy Thiếu Thanh Hương cạn lực rồi, anh ta không còn lực nữa. Do là khoanh ruộng đây thì bị game thủ chạy ra bắn. Bây giờ bãi vàng thì bãi vàng này không ăn được. Hơi căng. PA vẫn đang tràn quân nên là tu đều. Tiểu Ngư khó rồi. Tất Châu Thuyền đứng đây. Tránh tình trạng là bị những con hot lao vào qua khe này. Hợp lý. Tham 100 và dài dài. Đó là Tiểu Ngư. Tham 35. Tham này là 35 pha này. Tham 35 thì chắc là còn toàn thuyền là thuyền thôi. Chẳng còn gì nữa cả. Cũng mà xin ra. Đứng đây và bảo kê khu vực này. Không cho Tiểu Ngư lao vào. Đi qua đây. Qua làm sao được. Vì sai chưa? Vì sai chưa? Vì sai. Và 3-1 dành cho game thủ dài dài. 3-1. Một cái pha mà mình thấy rằng Tiểu Ngư ta chọn phương án lên 4 là không hợp lý lắm. Không hợp lý pha này. Lên 4 là một phương án gì đó nó không phải là hợp lý. Đây. Tham 35. Còn toàn thuyền là thuyền thôi. Dân còn có bằng này gần dân thôi. Còn mà có bằng này dân thôi. Xem nữa.